Ngày 8 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh và huyện đã tiếp xúc cử tri hai xã An Cơ và Hào Đức, huyện Châu Thành. Hội nghị đã ghi nhận khá nhiều ý kiến phát biểu sâu nổi của cử tri. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri đã tập trung phản ánh nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là trong tình hình thời tiết dịu mưa như cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua. Lãnh đạo xã đã giải trình với cử tri trong điều kiện xã đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa đường nông thôn là một trong những ưu tiên cần thực hiện. Tuy nhiên, nguồn vốn thực hiện còn hạn chế, xã sẽ tiếp tục vận động người dân cùng tham gia xây dựng đường nông thôn cũng như tiếp tục đề nghị nguồn kinh phí từ cấp trên. Cử tri cũng bày tỏ tâm tư về quy hoạch trường học, việc thu hút và đào tạo nguồn y bác sĩ cho tỉnh nhà, việc luân chuyển cán bộ có ưu điểm phòng chống tệ nạn tham nhũng nhưng cũng gây ra một số bất cập. Cử tri cùng kiến nghị có chế độ mua bảo hiểm y tế cho cán bộ hoạt động trong các hội đoàn thể ở địa phương. Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và huyện cũng đã có một số thông tin phản hồi các tâm tư kiến nghị của cử tri, đánh giá cái kiến đều có tâm huyết và trách nhiệm. Cử tri đồng tình với hầu hết các câu trả lời của các đại biểu và lãnh đạo các ban ngành của huyện Châu Thành.